Kính chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group. Nếu quý vị đang bảo lãnh cho thân nhân thì một trong những việc quý vị cần phải làm đó là quý vị cần phải chứng minh với Tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Việt Nam rằng cái mối quan hệ quý vị đang bảo lãnh là mối quan hệ thực sự. Thì trong trường hợp đó quý vị có thể làm những việc sau đây. Quý vị có thể kiếm những nhân chứng để mà làm chứng cho cái mối quan hệ. Những người nhân chứng này sẽ làm một cái giấy gọi là giấy Affidavit of Witness, tức là tuyên thệ nhân chứng. Trong cái giấy tuyên thệ nhân chứng này sẽ phải nói rõ là nhân chứng này làm sao biết được những gì họ đang nói và họ phải làm chứng họ biết cái mối quan hệ này. Trường hợp này áp dụng luôn cho cả vợ chồng và cho các mối quan hệ khác như anh chị em và cha mẹ, con cái. Cảm ơn quý vị.